Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho chi đội Mái Ân. Kính thưa toàn thể quý vị, thôn Mái Ân là nơi có ngôi đình cổ Mái Ân, là thôn đầu tiên của xã Hà Lĩnh về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Đó thực sự là một niềm vinh dự và tự hào của thôn Mái Ân nói chung và các thế hệ nhân dân thôn Mái Ân. Kết quả đó là minh chứng rõ nét của tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong thôn. Đúng như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liều cũng xong. Phát huy truyền thống đó, trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Mái Ân luôn quan tâm và chăm lo cho thế hệ trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước. Báo cáo. Báo cáo và nội dung, chi đội Mái Ân cùng 38 đội viên đã có mặt trên sân bãi, vừa lĩnh ban nội dung. Em cho chi đội mình về thực hiện phần thi nghi thức. Các nội dung: 1. Chào cờ chữ U. 2. Tập hợp hàng dọc thực hiện các động tác tại chỗ: chào, quay tại chỗ, dậm chân tại chỗ, thực hiện bài hát múa, bài ca tôm cá. Đó. Về vị trí. Chưa giải tác. Trong tập hợp, đề nghị em chỉ huy của chi đội Mái Ân cho chi đội mình tập hợp đội hình giữa sân khấu. Chỉ huy. Chi đội tập hợp. Xin lưu ý các đơn vị là do vị trí tập kết của mình chưa được ở giữa sân khấu, cho nên là ban tổ chức có một số sự điều chỉnh để phù hợp để ban tổ chức, ban nội dung cũng như là khán giả tiện theo dõi. Chị ơi, nghe, nghe không? Cười đâu, nhìn cho anh, thắng. Thôi, mời đội nghi lễ vào vị trí. Chị ơi, nghỉ. Nghiêm. Chào cơ. Chào. Quốc ca.
đội ca. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì ý tưởng hồ vĩ đại, sẵn sàng. Mời đội nghi lễ về vị trí. Chưa giải tán. Phân đội 4, sang trái 3 bước, bước. Phân đội 3, sang trái 2 bước, bước. Phân đội 2, sang trái 1 bước, bước. Hàng thứ 8, đùi 7 bước, bước. Hàng thứ 7, lùi 6 bước, bước. Hàng thứ 6, lùi 5 bước, bước. Hàng thứ 5, lùi 4 bước, bước. Hàng thứ 4, lùi 3 bước, bước. Hàng thứ 3, lùi 2 bước, bước. Hàng thứ 2, lùi 1 bước, bước. Chi đội, thực hiện động tác chào tại chỗ. Nghỉ. Nghiêm. Chào. Thôi. Chị ơi, thực hiện các động tác xoay lại chỗ. Bên trái quay. Bên phải quay. Đằng sau quay. Đằng sau quay.
chị ơi thực hiện bài hát múa. Chị ơi thực hiện động tác dậm chân tại chỗ. Nghi nghiêng dậm chân dậm 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 đứng lại đứng. Chị ơi thực hiện bài hát múa bài ca tôm cá. Chị đôi, đại tá. Vâng, kính thưa bà con nhân dân, theo như kế hoạch ban đầu chúng ta sẽ bế mạc chạy hè vào buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thời tiết như ngày hôm nay, với điều kiện mát mẻ như này và ban tổ chức đang cắt giảm một số nội dung trong phần thi của các em, do vậy chúng ta quyết tâm để bế mạc vào buổi sáng ngày hôm nay. Đề nghị tất cả các trường chúng ta sẵn sàng để thực hiện tốt các nội dung một cách ngắn gọn nhất và đạt kết quả cao nhất để chúng ta quyết tâm bế mạc vào buổi trưa, buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt đề nghị tất cả các trại chúng ta chỉnh trang kiểm tra lên tất cả các trại để ban tiểu ban chấm trại sẽ tổ chức đi chấm vòng cuối cùng và để có kết quả cho buổi bế mạc buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng thông báo. Nghi nghiêng báo cáo. Báo cáo ban nội dung. Chị đội và em đã thao chuyển xong. Chờ lệnh ban nội dung. Em cho chị đội mình trở về nơi tập kết. Rồi. Chi đội Bái Ân đã thực hiện xong các nội dung trong phần thi thao diễn nghi thức trong buổi sáng nay dành cho chi đội mình. Có thể nói là một những phần thi tốt và thực hiện đúng linh hoạt những nội dung mà ban nội dung đã yêu cầu điều chỉnh theo đúng những quy định của chúng tôi đã đề ra. Xin được chúc mừng các em đến từ chi đội Bái Ân. Chúc các em sẽ rèn luyện thật tốt, vững tin bước vào năm học mới đạt kết quả cao nhất, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Xin chúc mừng và hẹn gặp lại các em. Ban tổ chức thông báo và đề nghị chi đội Bái Ân như vậy là đã hoàn thành xong phần thi của mình. Các em, đề nghị em cho đội hình trở về nơi tập kết luôn, không cần vòng lại. Em xin được trưởng lưu ý, các em cho chi đội mình trở về nơi tập kết luôn. Đề nghị các anh chị khu vực Bái Ân chúng ta tạo điều kiện cho các em trở về khu tập kết một cách thuận lợi nhất. Sau chi đội Bái Ân sẽ là chi đội Tiên Hòa 4.